Thời gian có thể khiến vạn vật thay đổi, nhưng sẽ không thể xóa nhòa những hồi ức của một thời oanh liệt mà cả dân tộc ta đã trải qua. Đi giữa biển trời cảng Cát Lái, nơi đóng quân của lữ đoàn 125 mà tiền thân là đoàn 759, người thủy thủ chuyến tàu không số năm xưa, ở tuổi xưa nay hiếm, bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đầy can trường. Để giải phóng miền Nam, trước hết ngoài cái căm thù của dân, của đồng bào mình, thì phải có vũ khí, không cách nào khác, thì phải dựa vào hậu phương lớn ở miền Bắc. Bằng mọi cách chuyển được vũ khí từ Bắc vào miền Nam, thì trong lúc 559 thì có đoàn 559 vượt Trường Sơn. Nhưng lúc bây giờ đi 6 tháng mới tới miền Đông Nam Bộ, mà xuống tới miền Tây thì không thể. Chủ trương của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương phải mở đường biển vận chuyển vũ khí từ miền Bắc và miền Nam. 63 thì bắt đầu cho cán bộ tăng cường là mỗi chuyến tàu đi thì tăng cường 4 đến 6 người. Mà chỉ được là trung tá trở xuống, thượng tá trở lên không được đi vì sợ rủi ro rồi mất cán bộ cao cấp. Cuối 63 đầu 64 thì mới cho là cán bộ đại tá trở lên. Trong cái số 64 có các đồng chí cao cấp thế này, một là cô Nga là vợ ông Lê Dưỡng, nhà báo đi học mới về bố trí cho vào Sài Gòn luôn. Cái thứ hai là giáo sư bác sĩ Nguyễn Thiện Thành là bố của Nguyễn Thiện Nhân á. Ba là Lương Văn Nho, cũng thiếu tá thôi, không có trở ngại gì. Bây giờ sau này là ông là tư lệnh của pháo binh. Đi lên biển thì nó đụng với địch hoài, hạm đội bãi nó đụng hoài với gì. Khi mà nó phát hiện chính thức thì một là mình đang lỗi, hai là đánh. Tất cả là một ý chí, một quyết tâm là giải phóng miền Nam. Một thời thanh xuân của bao thế hệ cha anh đã gửi lại nơi đầu sóng ngọn gió, trôi qua theo những chuyến hải trình bí ẩn giữa biển Đông để đổi lấy những tháng ngày bình yên cho mai sau.